17. Phẩm phó trúc. Bấy giờ Phật bảo Ananda, ông nên thọ trì bát nhã ba la mật đa thâm sâu chớ để quên mất. Ananda liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, trạch y che vai trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thọ trì kinh điển này như thế nào? Phật bảo Ananda, thọ trì kinh này có 10 phương pháp: 1. Biên chép, 2. Cúng dường, 3. Dạy cho người khác, 4. Lắng nghe, 5. Tìm đọc, 6. Thọ trì, 7. Giảng rộng, 8. Phúng tụng, 9. Suy nghĩ, 10. Tu tập. Dựa vào 10 pháp đó mà thọ trì kinh này, thí như thế gian tất cả cỏ cây, hoa quả, thuốc, vân vân đều nương vào đại địa. Cũng vậy, tất cả pháp lành thù thắng đều dựa vào bát nhã ba la mật đa. Như vua chuyển luân nếu trụ ở đời, thì 7 báu luôn xuất hiện. Bát nhã ba la mật đa thâm sâu cũng lại như thế, nếu trụ ở đời thì tam bảo không bị diệt. Khi ấy đại chúng chiêm ngưỡng tôn nhan Thế Tôn rồi khóc than: sau khi Như Lai diệt độ, ai có thể gánh vác trọng trách đại pháp của Thế Tôn? Nghĩa là vị ấy phải trải qua vô lượng vô biên đại kiếp tu tập mới được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Trong chúng có 12.000 bồ tát vì hộ pháp này liền đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, trạch y che vai trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính nói kệ: chúng tôi bỏ thân mạng chẳng cầu phước đời sau, hộ trì lời Phật dạy, chánh pháp thâm sâu này. Trong chúng có 500 thiên tử do Hiền Vương dẫn đầu, cũng từ chỗ người đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, trạch y che vai trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính nói kệ: vì độ các hữu tình, thành tựu nguyện đại bi, hộ trì lời Phật dạy, chánh pháp thâm sâu này. Lúc ấy trời Đế Thích, Vạn Vương Chỉ Kế, Tỳ Sa Môn Vương đều từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chất Phật, trạch y che vai trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính nói kệ: thuốc bát nhã nhiệm màu trị được tất cả bệnh, Thế Tôn này đã nói, chúng con xin thọ trì. Thần cầm chày kim cang cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, trạch y che vai trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính nói kệ: pháp vốn không danh tự, Phật dùng danh tự nói, đại bi chân giáo pháp, tôi nay xin thọ trì. Bấy giờ Phật bảo Phạm Vương Trì Kế: Phạm Thiên nên biết Phật khen ba việc rất là vô thượng. Những gì là ba? 1. Phát tâm bồ đề, 2. Hộ trì chánh pháp, 3. Như giáo pháp tu hành. Ba pháp này thật là vô thượng, người nào tu hành được mới là chân cúng dường Phật. Nếu ta trụ ở đời một kiếp hoặc hơn một kiếp, nói công đức ấy cũng không thể hết. Hộ trì Như Lai bằng một bài kệ 4 câu, công đức ấy nói còn không hết, huống gì hộ trì bát nhã ba la mật đa thâm sâu là mẹ ba đời chư Phật. Vì sao? Vì chư Phật ba đời đều từ bát nhã ba la mật đa mà sanh ra, dùng pháp cúng dường là chân cúng dường Phật. Nếu dùng tiền của thì chẳng phải chân cúng dường, nên cúng dường pháp là cúng dường tối thượng nhất. Nếu người nào hộ trì chánh pháp của Phật, phải biết người ấy an lạc ba đời. Thế nên Phạm Thiên phải thường ủng hộ bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Sau khi nhờ hộ trì pháp, ông sẽ được gặp ngàn đức Phật trong hiền kiếp và được thỉnh làm chủ. Phạm Thiên nên biết, ở cõi uế trược này hộ trì chánh pháp trong giây lát, công đức đạt được còn hơn ở cõi tịnh, hoặc một kiếp hay hơn một kiếp. Thế nên ông phải siêng năng hộ trì chánh pháp. Thế Tôn lại bảo trời Đế Thích: Kiều Thi Ca, bát nhã ba la mật đa thâm sâu ở chỗ nào thì biết là Như Lai đã sanh chỗ đó và chứng quả bồ đề ở chỗ đó, chuyển pháp luân ở đó và nhập niết bàn cũng ở đó. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả bồ tát, tất cả pháp lành, tất cả Như Lai đều từ đây mà sanh. Nếu có pháp sư nào tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu này thì chỗ ấy chính là chỗ Phật đã đi. Ở chỗ pháp sư, các loài hữu tình phải sanh tâm tôn trọng và gần gũi như Phật, vui mừng cung kính cúng dường ngợi khen. Nếu ta trụ ở đời một kiếp hay hơn một kiếp, nói về công đức mà pháp sư đây đã truyền bá kinh này cũng không thể hết. Kiểu Thi Ca, khi pháp sư này đi đến chỗ nào có thiện nam tử vân vân trích máu nhỏ xuống đất cúng dường vẫn chưa gọi là nhiều. Vì sao? Vì pháp môn vô thượng khó thọ trì vậy. Trời Đế Thích thưa Phật: Bạch Thế Tôn, trong đời vị lai, chỗ nào thuyết kinh này, con và quyến thuộc đều ủng hộ vị pháp sư và bảo vệ địa phương ấy. Nếu thấy kinh này để ở chỗ nào, liền sanh tâm như bốn chỗ đã nói ở trước. Bấy giờ Thế Tôn khen trời Đế Thích: ông làm được như vậy thật quý hóa thay, quý hóa thay. Ta đem kinh này giao phó và dặn dò ông, đời sau ông phải ủng hộ lưu truyền. Trời Đế Thích bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, chư thiên chúng con được sanh vào cảnh giới an lành, đều nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát tâm Bồ Đề cũng nhờ vào đây, thế nên chúng con chẳng tiếc thân mạng, ủng hộ giáo pháp thâm sâu của Thế Tôn. Phật lại khen trời Đế Thích: hay thầy hãy làm như đã nói. Khi Đức Thế Tôn thuyết kinh này rồi, Thiên Vương Tối Thắng và các Đại Bồ Tát trong mười phương cõi, tất cả thanh văn, trời rồng dược xoa, kiện đạp phược, A Tố Lạc, Yết Lộ Trà, Phần Nại Lạc, Mạt Hôn Lạc Già, Người Chẳng Phải Người, vân vân, nghe Phật thuyết đều rất vui mừng, tin nhận phụng hành. Hết quyển thứ 573.